Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần. Với tôi là Tom Hoàng, với bác sĩ Trần Văn Thọ và bác sĩ Teresa Bùi. Đề tài ngày hôm nay, delirium. Trở lại bác sĩ Thọ, khi một người sắp sửa bị cái bệnh delirium, sao mình biết được? Vâng, bác sĩ Trần Văn Thọ cũng muốn chia sẻ cho khán giả là người biết một bệnh nhân này, một cái kỷ niệm. Hồi nói là đang làm nhà thương LBJ, có anh chàng này cũng 65 tuổi rồi. Nhập vô bệnh viện là hầu đầu là bị fever với lại nhiễm trùng về phổi, pneumonia. Sang rồi bác sĩ cũng thử máu, cũng theo dõi bệnh pneumonia, cũng chữa. Sang rồi khi 2-3 ngày sau cũng biết tại sao bệnh nhân này tự nhiên có y tá hỏi, bác sĩ hỏi tên gì, không biết tên, không biết ngày tháng, ngày đầu, không biết ở đâu nữa. Gia đình tới thăm mà cũng không có, nhiều khi thấy nằm ngủ khang, không có tỉnh táo được. Với lại nhưng mà cũng có ngày buổi sáng thường thường là bác sĩ tới cũng nói chuyện, cũng thấy bình thường, không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà thường thường buổi tối là thấy triệu chứng mà thấy giống như là drowsy, với lại làm agitation, khó chịu, bạo lực, khó chịu là thì là có nhiều khi có ảo tưởng, ảo giác, là họ ảo tưởng các bệnh nhân này tưởng mô là nghi ngờ là y tá theo là bác sĩ muốn hại bệnh nhân này. Với lại thêm nữa là thường thường là các anh bệnh nhân này tưởng mô là còn ở nhà nên thì anh muốn đứng dậy đi bộ đi là của cái giường, nhưng mà bệnh nhân này hất tấp IV hết rồi, đâu có đi được đâu, chỉ lại nguy hiểm là đi lỡ té sao. Với lại thêm triệu chứng cái mê sảng này á, là thêm nữa là nhiều khi tú lại mất ngủ, với lại cộng thêm tăng bệnh nhân tăng nhà thương cho thuốc nhiều nữa. Nhiều khi cái thuốc cũng tệ nhất là 7-8 viên từ IV thì là từ cho uống bằng miệng, nên chỉ mấy cái thuốc nhiều khi không có hợp với nhau hay cũng tăng thêm cái nguy cơ của cái bệnh mê sảng này. Nhưng khi 2-3 ngày sau rồi bác sĩ theo dõi thử máu tìm thêm bệnh theo tìm ra ông bị bệnh nhiễm trùng UTI, urinary tract infection, nên chỉ chữa đó, chữa cái bệnh nhiễm trùng này, lại chữa cái bệnh phổi này, nên chỉ 2-3 ngày sau anh bệnh nhân này dưới trở lại hồi phục lại từ từ dưới tỉnh táo lại được lục mấy triệu chứng cái mê sảng này không còn nữa, tại vì bác sĩ tìm ra cái bệnh xe xác này chữa được. Và bác sĩ Thọ nói là lúc chiều ông mới bắt đầu bị như vậy. Lúc đầu á, những người bác sĩ nghĩ ông đang bị cái gì? Hồi đầu bác sĩ không biết nữa, tưởng mô là bị cái agitation, bị cái ảo tưởng, ảo giác, là tưởng mô ông bị bệnh giống như là bị phân liệt, thế là bị bệnh mood disorder, thế là giống như bipolar, tại vì ông giữ thì nhiều khi muốn quýnh y tá, thế là nhiều khi không có nhận được gia đình nữa, nên chị tưởng mô bị bệnh tâm thần, nên chị họ với kêu bác sĩ Thọ, Trần Văn Thọ với tới khám, tưởng mô là bị bệnh tâm thần. Bao nhiêu ngày ông mới hết? Hồi đó là hồi đầu từ bị bệnh mê sảng rồi tìm ra cái bệnh rồi chữa hết mấy cái nhiễm trùng nữa, xong rồi bớt rồi giảm mấy cái thuốc lại, nên chị khoảng 4-5 ngày xong rồi ông mới bớt được. Nên chị hồi đó là cái bệnh mê sảng là hắn triệu chứng còn hết rồi, nên chị ông mới về nhà được. Làm sao mà lúc đó bác sĩ biết được, bằng cách thử máu hay khám ổng hay nói chuyện với ổng? Tại vì như bác sĩ nói là ổng nghĩ lúc nào ai cũng muốn hại ổng trong 2-3 ngày đó, làm sao mà mình tìm hiểu về ổng được, hay là mình thử máu mình biết được? Thường thường tới nào mà mình cho thuốc giống như là mình bác sĩ mình chữa bệnh giống như là nhiễm trùng về phổi đi, mình chữa thuốc, nhưng mà bệnh nhân mà còn bệnh, còn những triệu chứng này mà không có bớt được, là mình cần tìm thêm bệnh có cái bệnh nào khác, lý do nào sao có ông bệnh này không có thể là về hồi phục về lại được, nên chị thử máu, thế là thử thêm imaging MRI, điều lại hồ sơ lại thuốc, giảm bớt thuốc lại, nhiều khi cho thuốc nhiều quá cũng ảnh hưởng về về bệnh mê sảng này.
Nhưng mà một trong những cái mà người bác sĩ sẽ làm là sẽ hỏi coi hỏi người nhà của bệnh nhân coi là cái tình trạng của người bệnh nhân trước khi nhập viện như thế nào. Tại vì cái đó là một trong những cái điều mà rất là quan trọng để mà coi coi là cái này là cái bệnh mới, mới những cái triệu chứng này là mới bắt đầu bây giờ hay là từ lúc trước từ đã có cái tính hơi nghi ngờ hoặc là có cái tính là lúc nào cũng không có muốn gần người khác. Thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên người nhà của bệnh nhân nếu như mà được thì nên trao đổi, giữ liên lạc và trao đổi những cái đó với người bác sĩ. Tại vì thí dụ như trong trường hợp của bệnh nhân của bác sĩ Thọ, nếu như mà người bệnh nhân đó mà từ lúc trước đã rất là paranoid, lúc nào cũng nghi ngờ người khác, có những cái triệu chứng như là lúc nào cũng nghe tiếng nói, nghe âm thanh, thì người bác sĩ có thể là sẽ nghĩ là ok, cái tình trạng này không phải là tình trạng mê sản, tại vì từ nào đến giờ đã như vậy rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà người bệnh nhân, người nhà của người bệnh nhân mà nói là không có, trước khi nhập viện anh của tôi hoặc là bố của tôi rất là bình thường, có thể đi làm, có thể take care tất cả mọi thứ trong nhà, mà tự nhiên bây giờ đâm ra nghi ngờ, tự nhiên bây giờ đâm ra không có muốn gần người nhà, và mình coi lại hồ sơ bệnh mình thấy là ồ, có cái bệnh lý về thể chất mới vừa mổ xẻ xong, mình nhìn cái coi là người bệnh nhân đã dùng những cái thuốc nào, tất cả những cái đó đều là những cái clue, những cái để cho mình biết là cái này là cái tình trạng mê sản chứ không phải là bệnh tâm thần. Nói thêm nữa là cái bệnh bệnh nhân của bác sĩ Trọ hồi đó ở FBJ á, của về gia đình nó báo là bệnh nhân này hồi trước là chưa bao giờ có bé cái triệu chứng này, không chưa bao giờ có triệu chứng mà ảo tưởng, thì là ảo giác, thì là nghe tiếng này cái này là mới, nên chị bự lớn bác sĩ họ mới biết là cái này là có thể là mê sản, bệnh mê sản không phải là bệnh tâm thần phân liệt. Với lại một điều nữa là cái bệnh tâm thần phân liệt á, thì mình đã có nhắc tới, hoặc là bất cứ các bệnh tâm thần nào khác, người bệnh nhân lúc nào cũng sẽ có cái triệu chứng đó. Còn cái bệnh mê sản là nó gọi là fluctuation, là có lúc có cái tình trạng này, có lúc không. Cho nên thí dụ như mà buổi sáng họ sẽ có những cái triệu chứng này, họ không có biết họ đang ở đâu, họ nói chuyện lảm nhảm, nói chuyện không có hợp lý. Nhưng mà có thể buổi trưa họ bắt đầu họ lại tỉnh táo lại, họ có thể nói chuyện như bình thường. Rồi buổi chiều có thể họ lại có những cái triệu chứng này nữa. Cho nên trong một ngày cái tình trạng của họ nó thay đổi rất là nhiều. Và đó cũng là một trong những cái triệu chứng mà nó khác với lại bệnh tâm thần, hoặc là những người mà bị lãng trí. Thì lãng trí thì lúc nào họ cũng lãng trí, không có là lúc mà họ sẽ nhớ, lúc mà họ cũng muốn nhớ. Này bác sĩ Thọ có nói là người bệnh nhân này uống cũng khá nhiều thuốc. Thì có thuốc nào mà side effect của nó là bị delirium không? Hay là có những thuốc nào mà không nên uống chung với nhau mà có thể gây ra chuyện này không? Mình có biết vậy đó không? Và thường thường tại nhà thương là nhiều khi họ có đủ thứ bệnh hết, nhiều khi bệnh phổ biến, một cái bệnh phổ biến nhất là bệnh đau, chronic pain, nhưng chỉ là bác sĩ thường thường cho thuốc lỗi giống như là Vicodin, opiates. Mấy thuốc này là cũng có thể tăng thêm nguy cơ của bệnh mê sản. Với lại một cái thuốc lụa gọi là benzo, cái thuốc này là dùng về chữa về lo âu, cũng bác sĩ tâm thần ý là bác sĩ family cũng cho rất là nhiều, giống như Xanax, clonazepam, clonazepam, thì là Ativan. Mấy thuốc này cũng tăng thêm nguy cơ mê sản, cộng là hai cái thuốc opiates đau đớn với lại thuốc lo âu benzo này có thể là tăng thêm bị bệnh mê sản. Dạ vâng. Nhưng mà như vậy nhiều khi bác sĩ cũng không biết đâu, tại vì có người thì có phản ứng, có người thì không phản ứng. Thì cho thăm hỏi về cái người bệnh nhân của bác sĩ Thọ mới nói đến đó, bao nhiêu ngày mình mới chữa xong và bằng cách nào mình biết được là ông chỉ bị delirium mà ông không bị những cái bệnh khác nó lâu dài hơn? Tùy theo thường thường mà nói về cái bệnh nhân này á, là cũng hầu nó cũng tổng cộng là cũng 5-6 ngày với điều tra là bệnh rồi tìm hiểu rồi, nhưng mà ông không có nhiều bệnh kéo dài bao nhiêu. Hồi đó cũng bị bệnh nhiễm trùng thôi, chữa cái nhiễm trùng xong á, cái mê sản là cũng hết, và không có bệnh như mi là lãng trí, thì là không có bệnh đau đớn chronic pain, thì là không có bệnh chữa đường. Có những bệnh đó khi mà mình bị một lần rồi có thể bị lại nữa, recurrent. Bệnh delirium có bị như vậy không? Như cái nói về cái ông bệnh nhân đó đi, bây giờ mình gia đình ổng có sợ ổng bị cái bệnh đó lại không? Dạ, thì thường thường á, nếu như mà những người mà đã có cái tiền sử bị bất cứ một cái bệnh gì
nói chung chung họ cái nguy cơ, cái cơ hội mà họ sẽ bị lần sau nữa trong tương lai thì nó có tăng lên so với những người khác. Thì cái trường hợp này thì nó cũng vậy thôi. Nếu như mà một người bệnh nhân mà đã từng bị mê sản rồi thì lần sau mà họ nhập viện họ cũng có thể là sẽ bị nữa. Nhưng mà để làm sao mà biết là người nào sẽ bị nữa, người nào sẽ không bị nữa thì cái đó rất là khó. Tại vì cũng giống như nói là người này uống thuốc làm sao mà biết người này sẽ bị phản ứng phụ mà người kia lại không bị phản ứng phụ, thì nó rất là khó. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ, và tôi là Thọ Hoàng sẽ trở lại với tin nhắn trong giây lát nói thêm về bệnh delirium.